Tiếp theo chúng ta sẽ gặp một số các common mistake trong các dự án thông thường. Vừa rồi là những ví dụ nguyên nhân thiệt hại liên quan đến tính mạng và tài chính ở phạm vi xã hội ở phần mềm. Tôi xin đưa ra thêm một ví dụ gần hơn với hậu quả của việc không đảm bảo trong phạm vi một dự án phần mềm. 6 lỗi điển hình ở trong các dự án phần mềm. Một là các bạn lập trình viên thường lập trình với những giả định gây ra việc sai yêu cầu. Thứ hai, các bạn có thể commit suộc không đúng với cả yêu cầu nên gây ra nhầm version suộc. Cái thứ ba, các bạn sử dụng open suộc và không có khách hàng đồng ý nên dẫn đến việc vi phạm bản quyền trong sản phẩm tạo ra. Tiếp theo, các bạn sử dụng tất cả các môi trường test không đúng như yêu cầu nên dẫn đến việc release ra một sản phẩm không đúng trên môi trường thật. Các bạn sử dụng những từ rất xấu hoặc những hình ảnh rất là xấu trong coding và test data gây dẫn đến sự phản cảm cho khách hàng khi tiếp nhận sản phẩm. Và cuối cùng, lỗi đơn giản nhất là lỗi copy paste, các bạn copy nhầm hàng biến dẫn đến việc xử lý của chương trình toàn bộ bị sai.